kính thưa toàn thể đại chúng thầy xin đọc câu hỏi câu hỏi thứ nhất uh, trên website của nick hoàng yến hỏi rằng con kính bạch sư phụ con xin sư phụ giải đáp giúp con vấn đề này với ạ à? con sắp sinh em bé do nhà nội ở xa và không tiện về để con ở cữ nhà nội ạ à. vợ chồng con cũng tính là đẻ xong từ viện về nhà bà ngoại ở luôn để tiện gần chỗ làm và có người chăm sóc Bố mẹ con cũng rất hoan hỷ đồng ý Nhưng mọi người lại cứ nói là không được Người ta kiêng Vì nếu bà đẻ về bên nhà ngoại Sẽ mang lại xui xẻo cho gia đình nhà ngoại Đặc biệt là cuộc sống làm ăn của anh em trong nhà Điều đó làm cho con rất là lấn cấn và lo lắng Con xin Sư Phụ giải đáp giúp con Con thành tâm chiên công đức của Sư Phụ uhm. đó, Đây như vậy là câu hỏi của Phật tử Hoàng Yến nói về cái chuyện sinh con rồi về nhà ngoại ở đó. thế thì về nhà ngoại thì đã hoàn toàn nhất trí rồi hoan hỉ nhưng bây giờ lại có người nói ra nói vào à, và bây giờ là để bà đẻ mà về nhà ngoại thì lại mang cái mang cái gọi là cái họa về cho nhà ngoại anh em làm ăn thì khó khăn này nọ thế cho nên phật tử này rất là lo gửi câu hỏi lên cho thầy thầy xin chia sẻ với phật tử hoàng yến thế này thứ nhất thì cái việc sinh đẻ thì chúng ta biết rồi và ai cũng thế chúng ta đều từ sự sinh đẻ của mẹ mà ra chúng ta đều ra đời từ cái việc đẻ của mẹ chứ đúng không cho nên chúng ta phải nói là cái việc sinh đẻ không phải là cái họa không phải là cái điều gì nguy hiểm tội lỗi đúng không? ai mà trả ra cho đến thánh nhân như đức phật cũng từ lòng mẹ mà đẻ ra Đúng không? Các bậc thánh, vua chúa cũng từ lòng mẹ mà ra. À, thì muôn loài này, tất là cái loài mà gọi là thai sinh này thì đều phải từ lòng mẹ mà ra hết. Thai sinh thì noãn sinh cũng thế. Phải có từ mẹ đẻ ra. Thì cái việc sinh đẻ nó chả phải là cái gì xấu xa, tội lỗi hay là họa hoàn gì cả. À, chúng ta phải khẳng định nhau thế. Mà có những người khi sinh ra thì mà nhất là cái đứa con mà có phước báu đó, thì nó còn đem phước báo đến cho cả nhà. Để các vị Bồ Tát khi mà họ Giáng sinh là có trong nhà là đầy phước báo hết. Ừ. Và trong kinh nói Ngài Văn Thù khi Ngài sinh ra là rất nhiều những cái kho lẫm trống không tự nhiên đầy hết vàng bạc trong ấy. Ừ. Hay là có những cái vị mà tái sinh ra là trong nhà là vài vóc lụa là tự nhiên xuất hiện. Đó. Đây là những người có phước báo. Những đứa con có phước báo nó đến nó đem đến nhiều cái điều tốt lành chứ. Và cho nên cái việc sinh ấy đấy là một cái mà trong cái nhân duyên nghiệp báo của chúng sinh còn trong cái cõi sinh này, cõi luân hồi này nó phải thế. Việc sinh việc nở là việc bình thường, không có gì là xấu cả. À, cái quan niệm của thế gian cứ nghĩ người phụ nữ khi sinh sản là mau me rồi này khác thế rồi là nọ kia rồi là nó đem cái điều xui xẻo cái đó hoàn toàn là sai lầm. Đây thầy khẳng định luôn đấy là sai lầm hoàn toàn, không đúng. Cái điều đấy là mê tín. Yeah. Chúng ta thấy này, câu chuyện rất nổi tiếng ngay trong lịch sử Phật giáo. Đấy. Hoàng hậu Ma Gia khi mang thai Thái tử Tất Đạt Đa đến ngày sinh, gần đến ngày sinh thì Hoàng hậu cũng trở về nhẹ quê ngoại về nhà mẹ đẻ, đẻ sinh. Mà. Đấy, đấy là câu chuyện nổi tiếng trong Phật giáo chúng ta mà cũng là gương cho chúng ta đấy. Và bây giờ truyền thống ở Ấn Độ đến bây giờ vẫn thế. Phụ nữ khi đến kỳ sinh này hầu hết trở về nhà bà ngoại cái này thì thực ra phải phân tích là nó có cái lý do mà đây là cái rất là hay nói, nói thật đấy, phải vâng mẹ bao giờ ông thương con gái đúng không và nói gì nói dân mình nói là của ngoại bao giờ ông tốt mà đúng không thế cháu ngoại với đích thật là cháu của bà đúng không <laughs> cháu nội thì còn chưa chắc lắm đâu nhưng mà cháu ngoại thì chắc chắn rồi đấy đấy cho nên bảo là của ngoại thì tốt mà thế cho nên ấy, con gái mà sinh ấy, về nhà mẹ đẻ sinh là rất tuyệt vời mẹ nào cũng thương con gái thế và thứ hai nữa tình cảm mình về mình là em gái hay là chị gái về trong nhà với anh em nó rất là thân thiết nó vẫn là máu mủ ruột già đúng không nhờ nhau nó dễ đây là cái chuyện rất thật cái tâm lý người phụ nữ sau sinh ấy người ta rất hay bị trầm cảm rất hay bị căng thẳng mà, mà nó bị rất ngại phiền ở đằng nhà chồng nhờ ai nhờ em chồng cũng ngại nhờ mẹ chồng cũng ngại hiểu không nói gì thì nói thì mẹ chồng này em chồng chị chồng với mình vẫn là khác máu tanh lòng nói về thế gian nó vẫn là khác máu tanh lòng phải không nó là chuyện thật đấy cái nên là, là, là mình phải phân tích nhau rất là thật nhờ nó khó lắm con dâu nhờ mẹ chồng mà mẹ chồng hoan hỉ giúp đỡ nó cũng không phải được trăm phần trăm đâu em chồng cũng thế phải không nó khó lắm thế cho nên người Ấn Độ người ta thế là người ta khôn đấy và đấy là trí tuệ à, cứ chuẩn bị sinh đẻ về nhà mẹ đẻ là hợp lý à, không mẹ nào mà chả thương con gái à, đó đó nên đấy là cái tâm lý rồi anh chị em ruột thịt nhờ nhau bảo nhau nó rất là dễ và như vậy nó giúp cho người phụ nữ sau sinh được ổn định về tâm lý khỏe khoắn về tâm lý thấy thoải mái và như vậy thì mới chăm con tốt được có phải không đấy đến hoàng hậu ma gia mà còn biết về quê ngoại để sinh mà đúng không? đấy là hoàng hậu của một nước đấy. thế thì tại sao chúng ta lại không học cái đấy? cho nên thầy cũng khuyến khích chị em phụ nữ khi sinh nở nếu được đủ duyên cứ về nhà ngoại mà sinh mà chăm con. cái đấy là điều rất tốt, rất rất là khoa học luôn đấy, tâm lý và khoa học rất là ích nhé. thế cho nên cái đó hoàn toàn không có điều gì là là tai họa là tội lỗi nghe không? cái cái quan niệm bảo rằng là, là phụ nữ khi sinh rồi về nhà ngoại là đem đem cái điều không tốt đến cho nhà ngoại anh đúng nếu mà đã sinh mà có không tốt thì ở nhà nội cũng không tốt đó cho nên thầy phân tích là cái việc sinh nở nó không có tội lỗi gì cả cái việc đấy là việc rất bình thường của tất cả chúng sinh trong cái cõi gọi là thai sinh này ai à cũng thế đều phải đều phải như thế mà sinh ra cho nên việc sinh riêng việc sinh nở không có tội lỗi gì cả mà chỉ có sinh nở nó vất vả cho người người mẹ khi sinh con và đứa con khi sinh nó cũng rất là là vất vả, nó là cái việc khó khăn gọi là sản nạn chứ đâu phải chuyện thường. Đó. Cho nên cái người phụ nữ khi sinh nở chúng ta phải giúp đỡ phải chăm sóc phải động viên rất là nhiều. Ừ, rất là cần thiết. Thầy thấy như là hôm trước thầy đi Hàn Quốc ấy, ở Hàn Quốc cái chế độ phúc lợi của họ cực kỳ là tốt. Người phụ nữ khi mang thai đã được nhà nước trợ cấp rồi. Và khi sinh con thì gần như nhà nước nuôi nuôi hết, chồng không phải lo luôn. Đấy, đấy có một cô một cô nói với thầy là nhà nước gần như trợ cấp cho phụ nữ người sinh sau sinh nuôi cái con hình như đến cả năm trời luôn đấy chứ không phải không đâu và sinh con thứ nhất như thế con con thứ hai lại còn được cao hơn con thứ ba còn cao hơn nữa Họ khuyến khích họ khuyến khích sinh đẻ vì họ đang lo dân số già đó và họ rất là chăm rất là chăm đó rất là chăm cho những người phụ nữ sinh sinh nở cái đó là cái điều rất cần thiết chúng ta muốn có những đứa con tốt và những thế hệ tương lai tốt đẹp thì phải từ cái chuyện này chăm sóc cho những người phụ nữ từ khi mang thai cho đến lúc họ sinh nở họ nuôi con tốt từ cái mầm mống ban đầu nó tốt thì con mới tốt được có không chứ không phải là như mình cứ như là củ khoai củ sắn đâu không phải thế đâu đó cho nên cái việc nha cái việc về nhà ngoại mà 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 sau sinh ấy là việc hoàn toàn bình thường không có tai họa gì hết vào nếu gia đình nhà ngoại hoàn toàn hoan hỉ vui vẻ thì điều đó là rất tốt rất quý rất lợi ích cho mẹ và bé sau sinh thế còn cả nhà mà lại biết làm phước nữa thì lại càng tốt nghe không? cùng biết tu tập cùng biết bố thí cùng biết phóng sinh thì phước nó còn lớn nữa mà ở đây cái sự hòa hợp ấy là sinh phước báu gia đình cứ đoàn kết hòa hợp là cái phước báu nó tự có đấy đại chúng đã thấy cái công đức lục hòa của câu lạc bộ cúc vàng đấy trong cái sự hòa hợp ấy, nó sinh ra được cái phúc báu một gia đình mà trong nhà cứ hoan hỉ với nhau hòa hợp gia đình cũng là có phước báu. nó sẽ chiêu cảm những điều tốt lành đến, nghe, không? đấy nhé. cho nên là nói gì gọi là chỉ có bận một chút thôi, bận một chút cho đằng ngoại tí thôi. nhưng mà nhiều khi ông ngoại bà ngoại lại thích thế, nghe, có cháu để 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 để, để mà mà cưng mà nựng lại thích, đó. thế cho nên cái này nó không có vấn đề gì. cho nên Hoàng Yến là cứ yên tâm, nhé hoàn toàn là không có gì phải ngại về cái việc tâm linh đối với cái việc mình về nhà ngoại mình mình ở sau khi sinh để chăm con cái điều nó hoàn toàn bình thường không vấn đề gì cả nhé thầy xin đọc câu hỏi từ người hỏi tên là minh hồng hỏi rằng con bạch thầy con thấy có những người làm về sáng tạo nghệ thuật thường dựa trên cảm xúc tiêu cực và bị lấn sâu vào cảm xúc đó và không thoát ra được. Là một người làm việc trong ngành sáng tạo nghệ thuật, đôi khi con cũng được khuyên nên đưa những cảm xúc tiêu cực đẩy vào tác phẩm để ra các tác phẩm tốt con mong sư phụ chỉ dạy là con nên làm theo hay không và nếu bị chìm đắm vào các cảm xúc tiêu cực đấy thì nên làm như thế nào để thoát ra được ạ à cái bạn này bạn minh hồng này là một người làm trong cái ngành về nghệ thuật thế bạn nói rằng là làm nghệ thuật thì phải có cảm xúc thế nhưng mà ở đây lại nói là dựa trên những cảm xúc tiêu cực đó, để mà, mà, mà có những các cái, cái sản phẩm tốt đó. Thế, thế thì nó làm sao? Và bây giờ bạn cũng lo là không biết là như thế thì có tốt hay không? Và bạn được khuyên là cũng nên đưa những cảm xúc tiêu cực vào trong tác phẩm của mình Vẽ tranh hay là gì đó, hay là kiến trúc hay thiết kế gì gì đó, nghe không? Như thầy xin chia sẻ với bạn Minh Hồng thế này Trước hết thì chúng ta phải nhận định đúng rồi Nhất là những người làm trong cái ngành nghệ thuật thì luôn luôn họ phải có cảm xúc Vâng À, ví dụ như là nhà thơ mà, mà không có cảm xúc thì làm sao đẻ ra thơ được Đúng không? Không thể nặng được không được Thơ mà không có cái hồn, cái cảm xúc nó khó lắm Hay là một vị nghệ sĩ, họa, họa sĩ vẽ tranh mà không có cảm xúc Thì vẽ tranh nó cũng không có hồn Hay là một vị kiến trúc sư à, Thiết kế một công trình mà không có một cái cảm xúc thì cũng khó Rồi rồi rất nhiều à, Những cái người nghệ sĩ mua hát ca, ca sĩ như thế nghệ thuật đấy mà không có cảm xúc thì hát bài hát nó cũng cảm thấy vô hồn lắm đúng không đó, thế thì bây giờ cái chuyện đó là cái chuyện mà, mà đối với ngành nghệ thuật thì họ rất là cần cảm xúc để mà đẩy được cái nghệ thuật nó lên thế nhưng mà cảm xúc ấy thì nó thế nào cảm xúc tức là mình gọi là cảm thọ đấy trong phật giáo thì mình cũng gọi là cảm thọ không có gì khác thế ở thế gian ấy, thì người ta gọi là có bảy cái tình cảm gọi là thất tình thất tình lục dục phải không? Đấy, hỷ nộ ái ố ai lạc dục đấy hỷ là mừng nộ là giận à, ái là yêu mà ố là ghét ai là buồn lạc là à, vui dục hay là cụ đây là sợ dục là ham muốn gọi là bảy cái tình này chi phối con người ta Đó. thế còn chúng ta có thể chia cái, cái cảm xúc của chúng ta ra làm hai cái phần một là cảm xúc tích cực hai là cảm xúc tiêu cực những cảm xúc tích cực ví dụ như là nó làm cho chúng ta phấn khởi phấn chấn lên phải không? Ừ, năng nổ hoạt bát lên Đó, nhiệt tình lên đấy gọi là những cái cảm xúc mà tích cực hay là tin tưởng hơn dũng mãnh hơn hào hứng hơn thế cảm xúc tiêu cực là những cái cảm xúc làm cho chúng ta giống như là tuyệt vọng làm cho chúng ta hận thù làm cho chúng ta sinh ra rất nhiều cái nó không tốt đấy thì cảm xúc tích cực thì nó giúp chúng ta thêm năng lượng để chúng ta linh hoạt và chúng ta năng động hơn. Còn cái cảm xúc tiêu cực thì thường làm chúng ta chìm đắm, làm cho chúng ta sợ hãi, làm cho chúng ta sinh những cái tâm mà, 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 mà bất thiện, ác hại. Đó, đấy. Thì bây giờ vậy thì chúng ta thấy thế nào? Cái cảm xúc này nó ảnh hưởng không? Ảnh hưởng đến con người chúng ta hay không? Chắc chắn là ảnh hưởng. Thế trong Kinh Đức Phật dạy sao? Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy này này. Tâm như công họa sư, họa trùng trùng ngũ ấm, nhất thiết thế giới chung mà vô bất tạo thị pháp tức là gì tâm như họa sĩ khéo vẽ thế giới muôn màu cảnh ngũ ấm thế gian không pháp nào không tạo cái tâm của chúng ta nó như thế nào thì nó sẽ tạo ra cái cảnh của chúng ta như vậy Đấy, tạo cảnh của chúng ta như vậy nghe không? và dân ta còn có câu làm sao như là nói phụ nữ sao đàn bầu ai gầy nấy nghe mà làm thân con gái chớ nghe đàn bầu hay làm thân con gái chớ nghe chuyện kiều ví dụ thế là các cụ cũng cảnh giác vì đàn bầu thì nó buồn Đại chúng thấy không? Đàn bầu nghe nó cũng rất là não nuột mà Đàn kêu tích tịch tình đang mà à, à, Nghe nó rất là não nuột Nó buồn Đêm khuya thanh vắng mà Một người phụ nữ mà nghe đàn bầu thì thôi Mà chồng đi vắng thì buồn lắm Hay nghe chuyện kiều Người ta sợ nghe chuyện kiều rồi rất dễ bị vặn vào thân mình đó. Các cụ xưa cảnh giác con gái đấy làm thân con gái chớ nghe chuyện kiều hay làm thân con gái chớ nghe đàn bầu đàn bầu ai gảy nấy nghe mà làm thân con gái chớ nghe đàn bầu các cụ lo xa sợ con gái nhà mình mà nó đi nó nghe cái này rồi nó, nó buồn rồi cái tâm trí nó xuống lúc nào nó cũng ảo não sầu não thì nó khổ một đời nó nghe chuyện kiều xong rồi nó vận cái, cái số cô kiều vào thân mình nghe không thực sự là như vậy thưa đại chúng chúng ta cũng đấy là cái cách ăn đấy ta tiếp xúc với cái gì cái đó nó sẽ vào trong ta cái anh mà suốt ngày nghe những chuyện tình thê lương Thì cái anh này sinh ra đời cũng vướng mắc vào những cái chuyện tình Mà nó cũng thê lương, thảm thương như vậy đó Nghe không? Chúng ta thấy Ở ngoài đời người ta bảo đấy là nó vận vào Còn chúng ta biết rằng Chả phải là cái vận gì cả Đó là do chính chúng ta tạo ra Tâm chúng ta như thế Nên nó tạo ra cuộc đời Tạo ra số phận chúng ta như vậy đấy Đó là chuyện thật Nghe không? Thế thì theo cái nhìn Phật giáo mình thì sao? chúng ta là sản phẩm của nghiệp đại chúng nhớ nhé thân chúng ta và cái tâm hiện thời chúng ta là sản phẩm của nghiệp quá khứ quá khứ nghĩa là từ lúc trước trở về kiếp trước từ cái giây phút trước cho đến kiếp trước nhiều kiếp trước chúng ta là sản phẩm của nó đấy chúng ta nhớ là cái ý nghĩ của chúng ta nhé ý nghĩ của chúng ta cũng là nghiệp nó nặn ra hầu hết là nghiệp nó nặn ra cái ý nghĩ đấy đại chúng nhớ thân chúng ta do nghiệp nặn ra cái ý nghĩ chúng ta cũng hầu hết ở đây thầy nói hầu hết tức là mình vẫn còn một chút cái phần tự do hầu hết cũng là do nghiệp nó nặn ra à. có người nó nặn ra cái người suốt ngày buồn nhìn thấy là thấy mặt buồn nói ra lời nghe cũng buồn nghe cái âm điệu người nói đã buồn rồi đại chúng đẩy xem thầy đã từng gặp có những người mà nghe cái giọng người ta nói là mình đã thấy buồn não ruột rồi chỉ cần nghe giọng nó thôi người đó có nói một cái câu vui thì nó cũng vẫn thành buồn đại chúng đấy cái nghiệp buồn người ta đấy Thế. đấy cho nên chúng ta nhớ là chúng ta là một cái khối nghiệp chúng ta mang theo từ tiền kiếp đến bây giờ trong một chuyện thường cho nên những ai kiếp này mà làm nghệ thuật nhưng mà cứ suốt ngày lại nghĩ những cái chuyện tiêu cực đem những cảm xúc tiêu cực để thổi cái hồn tiêu cực ấy vào những tác phẩm của mình mặc dù thì đại chúng biết rồi ở đời thì cũng có nhiều người ta thích cả phải không? có những người nó còn thích những cái tranh rất là máu me luôn lạ nó rất nhiều cái sở thích gọi là chúng sinh nó đủ các loại trùng tính mà trong những cái bức tranh rất là quái dị họ lại rất là thích mình nhìn thì mình sợ phát khiếp nên họ lại thích đối với đại chúng nhé thế thì mình biết là nó là nghiệp cả đấy cái thích đây cũng là nghiệp nó thích chứ có phải là là gì đâu đấy. còn mình thì nhìn là mình phát khiếp rồi không đấy thế nên chúng ta phải biết vậy thì chúng ta là nghiệp cho nên là chúng ta phải biết nếu một cái nghiệp mà là cái nghiệp nhiều tiêu cực chúng ta cũng chính là cảm xúc cảm xúc cũng chính là chúng ta nó phải như thế chúng ta là nghiệp nghiệp là chúng ta chúng ta là cảm xúc cảm xúc là chúng ta chính chúng ta sống là chúng ta đang thể hiện cảm xúc đấy có phải không cả ngày chúng ta từ sáng đến tối hoặc là lúc đang buồn hoặc là lúc đang vui hoặc là nửa buồn nửa vui ví dụ thế hoặc là lúc là lãnh đạm ví dụ thế đây là cảm xúc cả đấy cho nên chúng ta là một cây cảm xúc từ sáng đến tối trong từ tối đến đến sáng là một cây cảm xúc thôi cho nên thầy cũng nói là con người là cảm xúc cho nên cảm xúc là chúng ta chúng ta là cảm xúc thế thì chúng ta biết rồi cảm xúc tiêu cực nó thuộc về những cái tâm bất thiện nó thường là tâm sân hận phẫn hận não hại nó gọi là những tâm bất thiện nó mới sinh ra những cảm xúc tiêu cực như vậy Nghe không? phú phẫn hận não hại nó gọi là những cái tâm sở bất thiện đó thế thì chúng ta con đây không tâm bất thiện thì sẽ sinh ra quả bất thiện quả khổ cho nên những ai ôm ấp những cảm xúc tiêu cực bất thiện thì người đó kết cục của đời không thể tốt đẹp được nhưng chúng ta phải biết cho nên chúng ta biết là chính chúng ta làm ra số phận của chúng ta trên đấy thì bạn này bạn hỏi Thì thầy khuyên bạn là không nên Không nên Thứ nhất là nuôi những cảm xúc tiêu cực Và cũng chẳng nên thổi hồn những tiêu cực Vào những cái tác phẩm của mình làm gì Những cái tác phẩm mà mang lại những cảm xúc tiêu cực cho mọi người Nó không có làm cho cuộc đời tốt đẹp lên Vì bản chất của nó là từ cái tâm bất thiện mà ra Đó là những tâm phẫn hận với cuộc đời Những tâm não hại cuộc đời Những cái tâm uh, này nọ Nó mới sinh ra như vậy Thế cho nên thầy thì thầy khuyên là không không nên như thế chúng ta bây giờ muốn chuyển hóa cái này chúng ta phải ứng dụng phật pháp để mà chúng ta phải đem tâm mình mồi với giáo pháp của phật đấy lúc nãy thầy nói còn trừ một cái khoảng trong tâm mình không phải tất cả là do nghiệp tâm mình nó vẫn có cái tính giác trong đó cho nên cái giác này nó có thể mồi được với chánh pháp của phật mồi chánh pháp vào bắt đầu để chuyển hóa tâm và chuyển hóa nghiệp của mình từ một cái khối cái nghiệp suốt ngày buồn giận tủi hờn thất tình chán đời bây giờ trở thành một cái khối năng động vui vẻ làm lợi ích cho đời hân hoan đấy thầy rất là thích bài thơ của nhà thơ Tô hữu nghe nó rất là có khí thế vào từ ấy trong tôi bừng nắng hạ mặt trời chân lý trói qua tim hồn tôi là một vườn hoa lá và dồn tiếng ca và dồn tiếng chim gì đấy nghe cái những bài thơ đấy mà người ta phấn chấn tinh thần người ta muốn hăng hái Thế còn những cái bài thơ nghe bi lụy nghe nó nghe xong là đến não hết ruột gan mất hết cả khí thế cho nên tại sao trong khi mà đất nước mình chiến tranh là người ta cấm những cái tác phẩm những cái nhạc phẩm mà đấy mình gọi là nhạc vàng não ruột đấy mà không cấm cái lúc ấy mà cứ thê lương này khác thì ai còn có máu đi ra chiến trường một chiến đấu nữa buông súng hết ấy nó rất là ảnh hưởng còn bây giờ thì thời bình rồi thì, thì những cái đấy bắt đầu nó trói dậy Người ta lại thích gặm nhấm Những cái cảm xúc thê lương Buồn tình như thế Nghe không? Thực ra thì nó mất thời gian Những cái bài hát Mà, mà tình buồn này khác Là không nên nghe Nó tưới tầm những cái hạt giống Mà Phật gọi là hạt giống khổ đau cho mình Các cụ như mình là khôn hơn chúng ta đấy Dạy con gái là chớ nghe đàn bầu Chớ nghe chuyện kiều Vì các cụ sợ Chúng ta lại tưới vào mình những cái hạt giống khổ đau trồng những hạt giống khổ đau, trên các cụ khuyên không phải là vô lý đâu. Trên này thầy cũng khuyên các nghệ sĩ, những ai mà làm trong cái, cái ngành ngành nghệ thuật ấy, thì cũng nên chăm sóc cho mình những cái cảm xúc tích cực tốt đẹp để xây đời để làm cho cuộc đời tốt đẹp, làm cho con người ta tinh tiến tiến lên chứ không làm cho người ta ủy mị, làm cho người ta u ám đi Đó, làm gì cả. đấy là cái điều cần thiết nhé.